Đi mấy con. Dạ. Hello mọi người. Đó, có người xem rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái đọc cứ từ từ đi. Từ đi. Anh cắt cái này xong rồi tí nữa đọc thì mình cho bà sáu. Rồi bà. Còn ba bốn bữa nữa tôi về, tôi đi du lịch Mỹ rồi. Đi du lịch Mỹ ba bốn bữa nữa. Qua bên đó vài tháng tôi đi về. Đi gì á? Tôi đi cầm. Cầm cầm. Rồi. Còn là chân đá. Đó là người cầm á. Ông biết nặng lắm. Ông tay ông nặng lắm. Thôi à. Ông này biết tôi, ông kia biết tôi, ông biết tôi luôn. Ông biết tôi luôn. Bạn bạn già mình quay lại. Ờ là sao Minh Hùng? Anh không có lên mạng. Có bà đây không mày giết cả. Cùng năm nay bao nhiêu đây? Năm 2 mình sinh 2 đó. Rồi. Tháng mấy? Anh là con chim tiến độ, còn tôi là con chim con mắm gì nè cô? Có mắm à? Cái chả giò này có chấm gì không? Có nước mắm mà không? Hay là anh ăn tài à? Có nước mắm á, tài chưa kịp làm thôi. À. Đúng rồi, ấy là ngon lắm anh ơi. Đâu cả đâu. Anh xin ăn đi. Đơn giản thôi mà rất là ngon. Rồi. Cứ ăn đi. Em không quay đâu. Rồi ăn luôn nha. Rồi, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe đi. Đang đâu tôi là một lần thôi nha, tại vì mình đi xe về để cho nên ra không có lắm nhiều. Đi xe nào? Anh đi mô tô. Truyền thống của ông cha ta từ thời xưa là bài Bắc là nếp cái bò vàng là rất là nổi tiếng nhất. Không có như này bắt cái bò vàng nấu đồ cũng ngon hả? Ngày xưa lúc em ở quê nấu rượu vàng bằng cái này không? Ngồi bên này Ngồi đây đi.
thôi cả nhà mình ăn cơm đi nhá. Thôi ngưng quay được chưa bác? Tạm biệt thôi, tạm biệt. Kết thúc. Ô chị Ni, cái này kết thúc nào? Minh Hùng ngồi qua bên cái bình nước để cho Tinh ngồi qua đây. Minh Hùng ngồi qua đây.